Xin kính chào quý vị khán giả. Cách trung tâm thành phố Uông Bí khoảng 2 km thì điểm du lịch Lưng Xanh đang trở thành một điểm đến hấp dẫn tất cả các du khách bởi tuyến đường đi rất dễ dàng và không khí trong lành. Và trong chuyên mục cùng khám phá ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điểm du lịch Lưng Xanh này. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với người bạn đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là anh Trần Đức. Xin chào Ngọc Tuyết và Hoài Thu. Xin chào quý vị khán giả. Anh Đức này, anh có thể giới thiệu khái quát về điểm du lịch Lưng Xanh này được không ạ? Đối với thành phố Uông Bí, ngoài các điểm du lịch tâm linh ra thì cũng còn một số cái điểm du lịch trải nghiệm rất là thú vị, và những cái điểm du lịch này thì cũng nằm quanh trung tâm của thành phố Uông Bí. Lưng Xanh nằm ở dãy núi Bình Hương, có hệ thống thác nước, rừng cây, rất là nhiều những cái hệ thảm thực vật tự nhiên rất phong phú. Lưng Xanh thì vào những dịp hè thì thường đón rất là nhiều các cái du khách về thăm và trải nghiệm thực tế tại Lưng Xanh. Chúng ta cùng trải nghiệm, chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm một số cái thảm thực vật tự nhiên đối với lại núi rừng Yên Tử cũng như là núi Bình Hương của thành phố Uông Bí. Nghe anh Đức vừa chia sẻ thì Hoài Thu cảm thấy rất là hào hứng. Và bây giờ thì anh em mình có thể di chuyển đến điểm đầu tiên được không ạ? Đó chính là Lượng 1 đúng không ạ? Nào. Lượng Xanh có nghĩa là con nước xanh biếc, nằm ở lưng chừng dãy núi Bình Hương. Nơi đây có hệ thống thác nước, rừng cây và thảm thực vật tự nhiên phong phú. Men theo con đường xanh mát bởi hệ thống cây rừng che bóng, chúng tôi đến với các điểm tham quan chính là Lượng 1, Lượng 2, Thác Vàng và Thác Bạc. Chào đón du khách ở điểm đến Lượng 1 là cây cầu tình yêu. Đây là cây cầu mà đầu tiên trước khi chúng ta bước qua dòng thác suối nước, bước sang bên kia là chúng ta sẽ gặp tượng nữ thần hoa. Mình sẽ đi men theo con đường này, mình đi lên trên đấy thì trên đấy gồm có thác vàng, thác bạc và những cảnh suối rất là tự nhiên. Còn đây là lượng thanh nguyên, nước chảy xuống thì tạo thành một cái lượng rất là đẹp. Du khách có thể dừng chân và tắm ngay tại đây đúng không ạ? Khách có thể là tắm trực tiếp ở đây, hoặc còn những ai mà muốn chụp ảnh nhiều cảnh đẹp khác nữa thì chúng ta có thể đi khám phá những cái điểm khác nữa ngoài cái lượng thanh nguyên này. Lượng Xanh mang một vẻ đẹp mà không nơi đâu có được. Thác nước khổng lồ hiện ra trước mắt với những thác nước con liên hoàn, rải rác theo con suối uốn lượn ngoằn ngoèo, trườn mình giữa đồi núi rậm rạp. Đi trải dọc cái con đường đá này, thì chúng ta sẽ đi qua các cái vòm bằng nứa tre và những cây tự nhiên. Nó tạo thành những cái vòm như một cái cổng để chào đón chúng ta đó. Sau tán lá là chúng ta nhìn thấy các cái tầng khác, tầng khác và các cái bờ đá ra. Mỗi chân thác lại có các lượng nước trong veo phản chiếu bóng mây trời và núi rừng. Chúng ta đang đứng ở đây là đường lên thác Bạc. Trong hệ thống thác nước ở Lưng Xanh thì đây là cái cảnh đẹp thứ hai. Đây là lượng 2 đúng không ạ? Lượng 2 nhưng mà còn là thác Bạc. Là cảnh đẹp thứ hai ngoài lượng 1 mà chúng ta vừa đi qua. Thì đây là đường lên thác 2. Và thác 2 này thì là cũng là một cái điểm để cho du khách dừng ở đây để chụp ảnh này, nghỉ ngơi này, tắm mát ở tại thác 2 này. Em thấy là dần dần thì các tầng thác của chúng ta đang cao dần lên. Em thấy rất là đẹp anh ạ. Ba là cái thác mà cao, có độ cao hơn 10 mét từ nước ở trên cao đổ xuống dưới mặt thác. Đường vào Lưng Xanh là những khối đá xếp chồng lên nhau trên những con đường mòn. Những con suối nhỏ róc rách chảy trong điệu ngân vang của những chú chim hót trên cành cây cao. Những vòm tre nứa tự nhiên tạo thành những chiếc cổng chào đón du khách. Tất cả đã tạo nên một không gian thiên nhiên thơ mộng và yên bình. Đứng tại điểm cao nhất của thác và phóng tầm mắt xa xa sẽ cho bạn những khung cảnh rất đáng ngạc nhiên. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp trải dài một màu xanh mát và cảm giác tự tại giữa đất trời thả hồn mình theo làn gió đem lại cho bạn một tinh thần sảng khoái. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng không khí trong lành ở đây thì đã đem đến cho Hoài Thu cũng như là Ngọc Tuyết những trải nghiệm rất là tuyệt vời.
Và chắc chắn rằng điểm đến Lựng Xanh sẽ là một điểm đến vô cùng hấp dẫn người dân và du khách trong mùa hè này. Cảm ơn anh Đức ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Hôm nay mình rất là vui được trải nghiệm cùng với Hoài Thu và Ngọc Tuyết tại Lựng Xanh, thành phố Uông Bí đáng yêu của mình. Hy vọng rằng trong một ngày gần nhất sẽ được đón những người bạn Hoài Thu và Ngọc Tuyết trở lại thăm Lựng Xanh. Dạ vâng, thế thì quá tuyệt vời rồi ạ. Quý vị ơi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.